ngang kiểu ngang ngang xuôi. Văn giữa hào á, đừng văn cặp mé. Quá trời gì lưới dài, quá trời dài. Hào cạn dính lên. Chào các bạn, thì hiện tại hai anh em mình đang đi dặn lưới cá trắng ở dưới hào rồi. Mùa khô rồi, nước nó cạn, cá bắt đầu nó gom lại. Giờ lấy cái lưới mình dặn ngang một chút xíu rồi dở mình gỡ. Hồi nãy không chịu dặn đầu này nè, quá trời đây luôn. Đây, 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 đây. Dính kìa. Dư luôn á. Văn mình sẽ xéo qua cái góc đó đi. Với góc bên kia giờ mình qua đây thêm cái nè. Lưới này văn thùng á, văn căng nó tung vậy hết. Buộc hai cái diềm lại. Giả quay phim. Sao nó vậy? Cái kìa. Xéo qua bển. Qua đó xéo lại hả? Ừ. Sâu lắm. Sâu lắm. Đi, đi không được. Đi đi sao không? Sâu luôn. Sâu quá. Dính quá trời luôn mọi người ơi. Nhìn nó quận nè. Đây ngược nắng. Sáng chứ.
trời luôn, mận rất là nhiều luôn. Mà bánh vừa đủ không? Lấy cây bát nè. Vừa đủ hả? Để lên đây chút xíu nữa cả. Rồi, chút xíu nữa mình gỡ, mình sẽ quay tiếp nha. Bên đây hay bên đó? Qua đây. Chuẩn bị dời lưới rồi bạn ơi. Bây giờ cá nó tập trung vô mé hết rồi. Quá trời trong mé luôn. Giờ bắt đầu dời qua mé cho nó dính. Bắt đầu gỡ cá lên rồi mấy bạn ơi. Đó, gỡ lên đi ông Toàn. Nhìn này cũng hết ha, nhìn nó quọn vậy nè, khúc này mới nhiều nè. Đứng đứng qua bển á. Đứng qua bển sát mấy mấy bển luôn á. Dưới ngủ lớp B rồi. Đó, ra mà tại nãy ngược á. Ồ, dính quá trời kìa. Cá bự bự không à? Có văn thôi. Dưới phim hả? Ừ. Đó, tôi. Ừ. Trời ơi, tôi lại. Ba được thấy không này lắm à. Chết cá rồi hết. Chết cá rồi hết rồi. Trời ơi, không ăn cá nên chợ bán. Ừ. Con nào không bán thì con nào nói cho bán thì bán đúng không? Niệm tới độ khánh khánh ơi. Ừ. Không ai không rồi ông ấy cho bà xem mấy miếng trời. Quá cái trắng lắm. Đi lại chưa đạp quá. Trời ơi sao tôi gần Khánh. Rớt rồi kìa, trời rớt rồi đụng luôn kìa. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trắng lửa không rồi. Mê không Toàn? Quá trời hả? Khu cuối nè. Ôi. Dù gỡ rồi. Người xác quá thấy đâu. Bắt đầu vũ mấy cá ra bạn các bạn ơi. Nhìn nè. Chừng dần luôn. Các bạn nắm tay cái.
cá trắng thì thiệt chứ mập ú à. Mấy con này bụng trứng không luôn nè. Đặc luôn. Đó, xong rồi bạn ơi. À. Đây. Giác lưới nè. Cá bự không à. Không có cá nhỏ. Đây. Chuẩn bị bắt vỏ bịch đem vô ngày về.